luôn quý vị, rất là nhộn nhịp, xe cộ rất là đông. Hôm nay Khánh Hòa cầu truyền hình trực tiếp chung kết đường lên đỉnh Olympia 2019. Ở Khánh Hòa có bạn thí sinh của Nguyễn Hải Đăng của trường chuyên Tây Đô Khánh Hòa, nên là có cầu truyền hình trực tiếp rất là đông và nhộn nhịp cổ vũ cho bạn. Dọc biển, dọc đường Đồng Phú này rất là mát quý vị, hay có quý vị thấy mấy cây đồng mát. Đây là khách sạn Sê-rê Đông.
xe quẹo qua đường Gia Sinh nữa vậy. Góc đường Dê Sinh và Hòn Thám có cái căn rất là condotel rất là cao, là 40 tầng đó này. Nó là cái Ocean Gate đó này. Và nhà Ocean Gate. Chúng ta sẽ ra ngã 6, vòng xoay ngã 6 nữa rồi.